Em đi San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là mùng 8 tháng 4. Em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cát đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhé. Anh chị cùng theo dõi ạ. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hỏa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị nhớ đúng đầu mã giúp em nhé. Nhớ đúng đầu mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em luôn anh chị nhé. Em Linh San ở Bắc Giang và gửi hàng đi toàn quốc ạ. Em gửi đi từ 2 chậu anh chị nhé. Anh chị nhà mình cố gắng chọn đủ đơn để em đi đơn nhé. Rồi, đầu tiên anh chị này, mấy nay Bắc Giang nhà em mưa anh chị ạ. Rất là mưa. Đấy, mưa cả ngày lẫn đêm luôn anh chị nhá. Cây rất là ướt. Đây. Nhưng mà cái cây này thơm quá anh chị. Đây, cây này gọi là cây đỏ ngọc trai nhá chị nhá. Đây, em mời anh chị nhà mình cùng ngắm. Cây này nở chưa có căng đâu mà màu lên cũng rất là đậm rồi. Cây này mà gặp nắng anh chị ạ, hoa rất là đậm và cái khuôn hoa của nó lên mùi rất là đậm luôn anh chị nhá. Đấy thì hôm nay em cũng còn ít cây nữa. Đấy, của cái dòng này em chia sẻ nha anh chị nhá. Thì đây, đây là cái size cây mà em chia anh chị này. Đây gọi là cây đỏ ngọc trai. Anh chị lên cho em mã này là mã L67 nhá. Với giá chỉ có 130.000 một chậu thôi. Chậu rất là nhiều thân. Riêng cái dòng này phải nhấn mạnh với anh chị là nó rất là dễ bông, lớn nhanh đẻ khỏe và đi rất nhiều hướng nha anh chị nhá. Riêng cái dòng này này. Đấy, hoa thơm. Đó nhá, hoa đỏ ngọc trai mã L67 130.000 nha anh chị nhá. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 mã là em Linh San vẫn hỗ trợ ship nha anh chị nhá. Tiếp theo anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa nữa. Bông hoa chùm ở cây cực kỳ là cao to nha anh chị nhá. Đó là cái cây người đẹp Đài Trung anh chị. Đây. Cái này thì em treo vườn rất là lâu rồi anh chị ạ. Nên nay em còn một ít nữa thôi. Mưa xuống cây càng đẹp anh chị nhá. Nó rất là mướt này anh chị này. Đấy, nó đi hướng này, riêng như cái chậu này em đi một này, hai này, ba hướng này. Đấy, đây và em nhắc với anh chị này, thỉnh thoảng nó đi này, cái cây này nó không thể tránh khỏi một hai cái lá nó bị dập như thế này. Nhưng nó khô nha chị nhá. Nó treo hàng năm nay ở nhà em rồi, đấy nhá, thuần vườn rồi nhá. Đấy, anh chị lên cho em mã này nhá, là mã L8, em chia sẻ anh chị với giá là 130.000 một chậu nhá. Riêng cái dòng này anh chị nào thích chơi hoa thơm đậm, bông hoa chùm mà bự nhá. Đấy thì anh chị lựa chọn dòng này giúp em nhá. Đấy, cây này hoa to lắm mà hoa thơm. Đấy, người đẹp Đài Trung hay còn gọi là mã L8 nhé, 130.000. Đẹp lắm luôn anh chị. Em qua tiếp đây anh chị này, một trong những cái dòng hồng rất là đẹp đó là cái cây hồng kim cương anh chị nhá. Đấy, hồng kim cương, mã này là mã L71. Đấy, video hoa nở em sẽ gắn ở bên trái màn hình anh chị nhá. Cái bông hoa này cũng rất là to và cây cũng rất là cao to nhá. Tất cả những cái chậu em chia ở đây đều là cây rất là khỏe luôn. Đấy và cái size cây này của hồng kim cương là cây tách chiết nha chị nhá. Lên mã L71 cho em là 130.000 luôn ạ. Đó nhá. Cây này hoa thơm, dễ bông. Ôi, em qua một dòng vàng này anh chị này. Cây vàng này nhá. Cái này gọi là cây Zing Lux My Fair Play. Dòng này thì rất là dễ bông anh chị ạ. Hoa màu vàng cam, em gắn ở bên trái màn hình anh chị. Cây này lên cho em mã L91 anh chị nhá. Chậu khá là nhiều thân đấy anh chị nhá. Cây này thì thân nó lùn. Đấy, thân lùn lá mít nhá chị nhá. L91 cũng 130.000 ạ. Anh chị qua đây cho em một dòng hoa nữa, đó là cái cây đại cao hùng nhá chị nhá. Đấy, anh chị nào thích chơi dòng hoa siêu bự và siêu thơm thì lên cho em những cái dòng này. Đây là những cái dòng cát xưa nhá chị nhá. Bây giờ tất cả những cái mặt bông hoa nào đẹp ấy đều được nhân giống và chia cho người chơi rất là rộng rãi. Và những cái cây đại cao hùng này ấy, nuôi rất là nhiều năm rồi chị nhá. Cây nó rất là cao to. Đó, rất là đẹp như thế này anh chị này. Đấy nhá. Đó, anh chị lên cho em mã cao hùng này với giá là 200.000 một chậu anh chị nhá. Đấy, rất là nhiều thân và cây rất là to khỏe luôn anh chị. Và tiếp đến đây anh chị này, qua cho em một cái bông hoa nữa, màu hoa đỏ. Mà cái cây này thì lên được thân thủ lá rất là bự luôn anh chị nhá. Đây, size cây em chia như thế này. Đấy, cây này là cây trưởng thành rồi, nhiều cây cho mèo báo và lác đác cho ra bông rồi chị nhá. Đây cái lá này, anh chị thấy không? Dòng này anh chị cứ chăm lực lên lá được 8-9 sen luôn nhá anh chị nhá. Tại vườn em đã đo rồi, đấy nhiều cây 9 sen lắm. Đấy, mình cứ nuôi lực cái cây này lên đi. Đấy, bản lá của nó rất là to. Mình chơi hết hoa, mình chơi sang thân lá đều đẹp nhá. Hoa đỏ tươi luôn cho em nhá. Hoa rất là bự luôn. Lên cho em mã này là mã B35 anh chị nhá. Đây, size cây em chia như này, 120.000 một chậu ạ. Và tiếp theo đây anh chị này sẽ qua cho em một cái tông hoa nữa. Mà hoa cũng siêu bự và khuôn hoa rất là tròn nhá anh chị nhá. Một trong những mặt bông hoa gọi là quốc dân đấy anh chị. Lên cho em mã này là mã L69, hoa trắng lưỡi đỏ viền hồng anh chị. Đây, video hoa nở em có gắn ở bên trái màn hình đấy. Cái này anh chị nuôi lực đi, thân thủ cũng cao to lắm nhá. Lên cho em mã này là mã L69 này, cũng 130.000 ạ. Hôm qua cái mã này là cái cây màu vàng tuyển, trong cái họng của nó có một chút gợn nha chị nhá. Hoa rất là to luôn. Đó là cái cây vàng Flow and Beat nhá. Flow and Beat Golden Delight anh chị ạ. Đấy, tên khoa học nhá. Em có khi là em đọc ra nhiều khi anh chị không biết ấy. Anh chị cứ lên vàng tuyển cho em mã này nhá. Để đưa đúng mã. Đấy, vàng tuyển mã B32 nhá. Đây cây em chia như này, cũng khá là nhiều thân đấy, cây này dễ bông lắm nhá. 130.000 một chậu B32. Sao mà hôm nay ngày mưa nhưng mà hoa sao lại thơm thế, cái bông hoa này. Thơm xa luôn anh chị ạ. Đấy, thơm xa luôn.
Đẹp quá. Rồi em qua một tông hoa màu đỏ nữa, đó là cái cây hắc tùng sổ 5% nhá, tùng đỏ đấy anh chị. Cái size cây em chia như thế này. Đấy, cái cây này là cây trưởng thành rồi, nhiều cây đang lên lá mèo lắm anh chị nhá. Lên cho em mã L3 này, em cũng chia cho anh chị với giá là 130.000 ạ. Anh chị này, nhiều cây cũng đang lên lá mèo lắm đây này. Đó, đây là cái cây hắc tùng đỏ sổ 5% nhá chị nhá. Cây rất là cứng cáp và cây rất là đẹp, khỏe nha anh chị nhá. Rồi anh chị ơi, lên thêm cho một cái lựa chọn của tông hoa đỏ nữa nhá anh chị nhá. Cái cây này thì hoa to, mặt bông hoa màu đỏ tươi nhá chị nhá. Đấy, cây này là cây đỏ na con anh chị. Đấy, cái dòng này lên được thân lá rất là cao, cao to nhá. Đó, cây em chia đây là cây tách chiết, mã này là mã L77, đỏ hậu duệ 130.000 nhá chị nhá. Và tiếp tới đây anh chị này, sẽ qua cho em một cái tông hoa vàng lưỡi đỏ, cây tách chiết rất là gọn gàng như này nhá, cây này rất là khỏe luôn. Thì đầu tiên em cũng sẽ mời chị nhà mình cùng ngắm mặt hoa trước nhá. Đây, cái size cây em chia như này, cây nó khỏe lắm đấy anh chị nhá. Cây em thuần vườn cũng khá là lâu rồi. Đấy nhá. Lên cho em mã này là mã L81, em chia cũng 130.000 một chậu. Và ngày hôm qua em nghỉ thì cũng có nhiều anh chị hỏi em là có tông hoa màu tím mắt vàng không, thì hôm nay em cũng sẽ lên cái tông hoa màu tím này nhá. Cái cây này là cây lai của Lucky. Đấy, cái dòng này thì anh chị chăm lực hoa rất là to. Đầu tiên em cũng sẽ mời anh chị nhà mình cùng ngắm hoa nhá. Đây, cái size cây em chia như này, nhiều cây đang lên lá mèo hoặc nhiều cây đã tàn bông rồi. Mã này mã L95 anh chị nhá, 130.000 ạ. Rồi, tiếp đây anh chị này, lên cho em một cái tông hoa đỏ mà bông hoa chùm nha anh chị nhá. Video hoa nở em gắn ở bên trái màn hình đấy. Cái cây này thì hoa chùm rất là đẹp luôn anh chị ạ. Cái dòng này anh chị chăm lực lên, lên thân rất là cao và lá rất là to nha chị nhá. Dòng này lá to lắm anh chị nha. Đấy, mình cứ chăm lực đi, cây nó đủ lực thì nó lá nó to, hoa nó cũng to luôn anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã L22 Mr. Yên, 130.000 một chậu anh chị này. Đấy, cây như thế này nhá. Và tiếp đây anh chị này, một trong những mặt bông rất là sẵn tại vườn nhà em nhá, đó là cái cây cát là da mốt combi. Cái size cây như thế này là size cây trưởng thành rồi. Trong vườn em là lác đác cho ra hoa rồi nhá anh chị nhá. Cái size cây như thế này, đấy, sẵn sàng cho ra bông rồi. Nhiều cây đã tàn bông nhá anh chị nhá. Đó, nó chỉ như thế này thôi. Đấy, cái này nhá, hoa thực tầm khoảng 12 cm anh chị ạ. Đấy, nó chỉ cao găng tay như em thôi. Đấy, lớn rất là nhanh, đẻ khỏe nha anh chị nhá. Anh chị chăm lực nữa thì lá cây nhá, cái dòng này chiều cao nó chỉ cao hơn được một chút thôi. Đấy, bản thân nó là dòng thân lùn. Và hôm nay anh chị lên cho em mã này là mã B38. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị đầu tuần là 180.000 một chậu đi. Đấy anh chị nhá. Và cuối cùng đây anh chị này, sẽ lên cho em một cái tông hoa siêu dễ bông anh chị nhá. Một trong những cái dòng xưa, cái cây này nó là cái cây hát lai với tướng quân anh chị nhá. Nó dễ bông cực kỳ luôn. Và cái dòng này thân lá nó khá là cao nha anh chị nhá. Đấy, cái cây này lên mầm mới là cho bông, phải nhấn mạnh với anh chị là như vậy. Và hoa rất là to nha anh chị nhá. Đấy, mặt hoa ở bên trái màn hình em có gắn đấy. Cái cây này đây này. Đấy, cái hướng này đẻ ra cái hướng này, thì hai cái hướng này đều có bông rồi. Bây giờ đẻ thêm cái hướng này nữa lại có bông luôn anh chị này. Đây, đang lên lá mèo rồi đó nhá. Lên cho em mã này là mã B20. Đấy, hát lai với tướng quân nhá, 130.000 một chậu ạ. Hoa này vừa to vừa thơm luôn anh chị nhá. Rồi, như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mật bông hoa khác ở trên kênh rồi. Em mời anh chị nhà mình ghé kênh của em tham khảo một số mật bông mà mình ưng ý. Thì anh chị nhà mình nhớ đúng đầu mã hoặc là có thể chụp lại cái màn hình ấy, gửi qua Zalo cho em Linh San theo số điện thoại 0984 282 911. Đấy anh chị nhá. Đấy, em sẽ đưa đúng chuẩn cây và đúng mặt bông cho anh chị nhà mình nhá. Thôi anh chị ơi, đừng quên tặng em Linh San một nút like video và một nút đăng ký kênh nha. Em xin cảm ơn ạ.